À, xe diesel vào năm 2021, hãng sản xuất ô tô Honda Motor vừa cho biết hãng sẽ loại bỏ tất cả xe diesel vào năm 2021 để chuyển sang các mẫu sử dụng động cơ điện. Giữa lúc nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này muốn chuyển sang điện khí hóa tất cả các xe ở Châu Âu vào năm 2025, theo các mục tiêu phát thải của Liên minh Châu Âu, lượng khí CO2 sẽ phải được cắt giảm từ mức trung bình 120,5 gram một km hiện nay xuống 95 gram một km đối với 95% ô tô vào năm tới tất cả ô tô mới ở EU sẽ phải tuân thủ quy định này vào năm 2021. Nhu cầu ngày càng sụt giảm đối với ô tô sử dụng động cơ diesel cũng như các quy định khắt khe hơn về khí thải đã ảnh hưởng đến các kế hoạch sản xuất của Honda tại châu Âu. Hồi tháng 2 năm 2019, Honda thông báo sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất ô tô duy nhất của hãng ở Anh vào năm 2021. Theo đó hơn 3.500 việc làm cũng sẽ bị mất. Hãng sản xuất ô tô lớn thứ ba của Nhật Bản cũng sẽ chuyển hướng sang nghiên cứu và phát triển các loại xe tiên tiến trong thời gian tới. Honda đặt mục tiêu đến năm 2025, xe điện và xe lai sẽ chiếm 2 trên 3 lượng xe bán ra của hãng tại thị trường châu Âu. Honda cũng có kế hoạch sản xuất một hệ thống xe gần như tự lái hoàn toàn vào năm 2025, cùng với đó là một hệ thống tự lái có thể hoạt động trên đường cao tốc vào năm 2020. Đây là bước đầu tiên trong mục tiêu của Honda nhằm loại bỏ va chạm giao thông vào năm 2040.